Nếu mà dành lời khen cho cuốn sách, khen cho tác giả, khen cho câu chuyện và khen cho các nhân vật thì mình cũng muốn dành lời khen cho bác Ngọc Thúy Lan là dịch giả của cuốn sách nữa. Tại vì bác dịch rất là hay, rất là mượt, mà cái văn phong của bác gọi là đậm chất giang hồ luôn. Nó truyền tải đúng cái chất của cuốn sách đến với người đọc và mình rất là phục bác vì điều đó. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hành tinh của mình, nó có sách và tôi từng đọc mọi thứ liên quan đến sách. Trong chuyên mục review sách ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cuốn sách có tên là Bố già của Mario Puzo. Bố già của Mario Puzo là một câu chuyện xoay quanh gia đình của bố già Vito Corleone, một gia đình mafia gốc Ý đang sống và hoạt động ở trên đất Mỹ. Bố già là một nhân vật rất là ngầu, bố già như là người năng lực gì đó, cái gì cũng có thể giải quyết được. Đối với bố thì không có gì là không thể cả. Tuy bố là một ông trùm mafia khét tiếng, nhưng mà mình đọc á, mình thấy bố già hiền lắm, kiểu sống rất là tình cảm ý, không có gì giống như là một nhân vật chuyên làm chuyện xấu cả. Bố luôn tận tình giúp đỡ mọi người và còn biết lựa lời an ủi họ để mà họ khỏi tủi lòng khi phải ngửa tay xin xỏ vay mượn. Không những nổi tiếng nhân đạo bởi cách xử sự rất là đẹp mà bố già còn làm người ta phải nể, tại vì bố nhịn nhục rất là giỏi. Bố hiếm khi nào mà nổi giận lắm. Chủ trương ruột của bố ấy, đó là phải biết ẩn nhẫn nè, giấu mình nè, không được để lộ sơ hở cho đối phương biết mình đang nghĩ gì. Mở miệng ra đe dọa là sơ hở lớn nhất, điên khùng nhất. Không suy nghĩ, nổi khùng lên, cái gì cũng dám làm là dễ mất mạng nhất. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì vậy không được để cho đối phương biết được cái ý tứ của mình, như vậy thì người ta làm sao mà hiểu, làm sao mà thắng mình được, đúng không? Có gì là mình giận mình cũng nhìn, ai mắng chửi mình cũng nhìn luôn, mình cứ lờ đi, miễn sao là mình còn sống, mình còn mở mắt ra được thì sẽ có ngày mình lật ngược lại được tình thế. Ai mà muốn chơi với bố ấy, thì phải theo luật của bố, kiểu như là phải theo luật của bố thì bố mới tiếp nha, phải chơi theo luật đàng hoàng này, cái gì cũng phải có kỷ luật chứ không thể nào mà chơi bậy đánh bậy được. Với một cái lối tư duy rất là hay như vậy, cộng thêm cái tài tổ chức siêu việt và những cái đòn tấn công rất là thần hiệu, thì bố già nghiễm nhiên trở thành một nhân vật rất là có máu mạch ở trong giới mafia, làm cho người ta vừa phải kính nể mà vừa phải e sợ. Ở trên cái bìa sách á, thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đây có một cái bàn tay đang cầm cái cần điều khiển, và ở dưới thì có mấy sợi dây như thế này. Thì cái hình ảnh này nó làm cho mình liên tưởng đến hình ảnh của những nghệ nhân múa rối á. Người ta sẽ cầm một cái cần điều khiển, và những cái dây này là dây để mà giật con rối, điều khiển con rối làm theo ý của mình. Cái bàn tay này á, là cái bàn tay của bố già ấy. Bố là người đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện, cho bố không có trực tiếp làm một cái chuyện gì hết á. Ở dưới bố thì sẽ có những cái cấp dưới phân theo cấp bậc cao thấp, thì đến cái người cấp bậc thấp nhất sẽ là người trực tiếp làm việc cho bố, và những cái người đó dù có bị bắt thì người ta cũng sẽ không thể nào mà khai ra được bố già được. Bố già ở xa người ta quá mà biểu. Đây là một cái bàn tay rất là quyền lực luôn. Bên cạnh nhân vật chính là bố già thì các nhân vật phụ cũng để lại cho mình một cái ấn tượng rất là sâu sắc. Các nhân vật phụ được miêu tả rất là kỹ và cũng có nhiều đất diễn, không có kém gì bố đâu. Trong các nhân vật phụ thì nhân vật mà mình thích đó, đó là hai người con đỡ đầu của bố già, đó là Johnny và Nino. Johnny và Nino là hai nhân vật cùng có xuất phát điểm như nhau và cùng đam mê ca hát. Tuy nhiên thì Johnny biến duyên vào âm nhạc hơn và nhanh chóng trở thành một ngôi sao Hollywood, trong khi Nino ấy thì chỉ có quanh quẩn suốt ngày đi hát dạo rồi đi hát đám cưới, và sau bao nhiêu năm thì sự nghiệp vẫn không có gì gọi là tiến triển. Nhìn hai con người, hai số phận với hai nét tính cách như vậy, mình cảm giác như là tác giả đang cố tình đặt hai con người đó cạnh nhau để mình có thể so sánh những cái điểm giống nhau khác nhau, những cái điều gì đã làm cho hai con người đó rẽ hướng cuộc đời theo hai cái hướng khác nhau như vậy. Với Nino thì mình cảm thấy anh không có sẵn sàng đánh đổi, không có sẵn sàng chấp nhận rủi ro để trở nên nổi tiếng, anh cũng không có tham vọng về quyền lực hay là sự giàu có gì cả. Thế nên là anh chọn một cái cuộc đời trông có vẻ là nhàm chán và buồn tẻ hơn. Thực ra cái lý do mà Nino làm như vậy cũng là một phần vì Nino thực sự là không biết mình muốn gì ở trong đời. Có nghĩa là anh có thể hát đó, anh có thể diễn xuất, anh có thể kiếm tiền, nhưng mà trong những cái điều đó không có một cái điều gì làm cho anh cảm thấy thực sự là hạnh phúc cả. Và Nino cảm thấy ghen tị với Johnny, ghen tị với bạn của mình, tại vì Johnny có thể hát, Johnny quá đỗi là hạnh phúc khi mà Johnny có thể hát được. Có nghĩa là còn điều gì đó trong đời khiến cho Johnny có thể thiết tha, trong khi Nino thì không có thiết tha một cái gì trong đời cả. Anh cảm thấy rất là chán nản và tuyệt vọng, và
thực sự là không có gì làm cho Nino muốn sống, nên là anh bỏ mặc luôn cả mạng sống của mình. Khác với Nino thì Johnny có điều để theo đuổi, có thứ để thiết tha, đó chính là giọng hát của mình. Trong suốt một thời gian dài, dù có nổi tiếng, dù có nhiều fan hâm mộ, dù có giàu có đến đâu đi chăng nữa, thì lúc nào Johnny cũng cảm thấy rất là khó chịu, rất là bứt rứt, tại vì mình không có thể hát được ý. Do thói quen chè chén, gái gú và một cái lối sống không mấy là lành mạnh, thế nên là Johnny đã làm mất đi cái giọng hát của mình. Và đến lúc mà có thể hát lại được ý, trong Johnny như là vỡ òa lên một cái cảm xúc hạnh phúc và sung sướng. Anh cảm thấy như là tìm lại được một phần của bản thân mình, được trở lại là bản thân mình của ngày xưa. Đó là một cái đoạn mà làm cho mình cảm thấy xúc động lắm luôn ý. Thực ra ấy, thì người ta đều có thể hạnh phúc vì tiền bạc, sự giàu có, danh tiếng, nhan sắc, hay như trong trường hợp của Johnny ấy, đó là hạnh phúc vì có được giọng hát. Mặc dù mình biết những cái điều đó chỉ là những vật ngoài thân thôi, nó có thể đến, có thể đi, và có thể nó sẽ không như vậy mãi mãi được. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây đó là mình biết mình muốn gì, mình biết mình đang theo đuổi điều gì. Mình đang theo đuổi tiền bạc, tình yêu, danh tiếng hay là một cái điều gì đó khác. Chứ nếu mà mình cứ mãi suy nghĩ vô vọng như Nino nói thì mình sẽ kết thúc mà không trải nghiệm được gì nhiều, như là kiểu mình đang phí hoài một kiếp sống vậy đó. Quay trở lại với nội dung của cuốn sách thì tuy lấy đề tài trung tâm là mafia nhưng mà nó không có tập trung vào những cái góc khuất đen tối của xã hội như là cờ bạc, mại dâm hay ma túy, mà nó dành phần lớn thời gian để mà khái quát trật tự xã hội cũng như là cách các băng đảng hoạch định chiến lược và cách mà họ đối đãi lẫn nhau. Nếu mà dành lời khen cho cuốn sách, khen cho tác giả, khen cho câu chuyện và khen cho các nhân vật thì mình cũng muốn dành lời khen cho bác Ngọc Thủ Lan là dịch giả của cuốn sách nữa. Tại vì bác dịch rất là hay, rất là mượt, mà cái văn phong của bác gọi là đậm chất giang hồ luôn. Nó truyền tải đúng cái chất của cuốn sách đến với người đọc và mình rất là phục bác vì điều đó. Đây là một cuốn sách rất là lôi cuốn và mình nghĩ là mọi người có thể học được rất là nhiều điều từ những câu chuyện ở trong đây. Có thể là về cách dùng người nhìn người, có thể là về cách xây dựng hoạch định chiến lược, hoặc là cách đối nhân xử thế chẳng hạn. Nói chung là có rất là nhiều những cái bài học nhân văn ở trong này mà tác giả dùng ý chìm vào ý. Vừa rồi là phần review của mình về cuốn sách Bố Già của Mario Puzo. Nếu mà mọi người đã đọc cái cuốn sách này rồi thì hãy để lại comment ở phía bên dưới để chúng mình có thể cùng nhau thảo luận về cuốn sách. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chiếc video này. Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe channel của mình, tại vì mình sẽ quay trở lại với rất là nhiều video về review sách nữa. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.